Chủ đề 3. Những sai lầm tài chính thường gặp ở tuổi trẻ và cách khắc phục. 1. Không lên kế hoạch chi tiêu. Đây là sai lầm phổ biến nhất mà nhiều người trẻ mắc phải. Họ không biết cách quản lý chi tiêu hợp lý trong một tháng, dẫn đến việc hết tiền trước khi lương về hoặc phải vay nợ để xoay sở. Cách khắc phục, bạn nên lập một kế hoạch chi tiêu cho mỗi tháng, chia ra các mục như tiền nhà, tiền ăn, tiền điện thoại, tiền giải trí, tiền tiết kiệm. Bạn cũng nên ghi chép lại các khoản thu chi để kiểm soát dòng tiền của mình. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng quản lý chi tiêu trên điện thoại hoặc các công cụ như Hũ Chi Tiêu, MoneyPot của Timo để phân bổ thu nhập theo tỷ lệ bạn tự đặt ra. 2. Mua nhà nằm ngoài khả năng tài chính. Mua nhà là mục tiêu dài hạn của nhiều người trẻ, nhưng không phải ai cũng có đủ khả năng tài chính để thực hiện. Nếu bạn mua nhà quá sớm hoặc quá đắt so với thu nhập của mình, bạn sẽ phải gánh chịu áp lực tài chính rất lớn, không còn dư dả cho các khoản chi tiêu khác hoặc đầu tư sinh lời. Cách khắc phục, bạn nên đánh giá kỹ các phương án mua nhà dựa trên thu nhập hiện tại và tương lai của mình. Bạn cũng nên tích lũy một khoản tiền đặt cọc ít nhất 20% giá trị căn nhà để giảm bớt số tiền vay và lãi suất. Ngoài ra, bạn nên chọn một căn nhà phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mình, không cần phải theo đuổi những căn nhà xa xỉ hay sang trọng. 3. Xem nhẹ các khoản vay. Vay vốn là một giải pháp tài chính hữu ích khi bạn gặp khó khăn hoặc cần đầu tư vào một dự án lớn. Tuy nhiên, nếu bạn không biết cách quản lý các khoản vay, bạn sẽ rơi vào vòng xoáy nợ nần và khó thoát ra. Đặc biệt, nếu bạn lạm dụng thẻ tín dụng và không thanh toán đúng hạn, bạn sẽ phải chịu lãi suất cao và bị giảm điểm tín dụng. Cách khắc phục, bạn nên vay vốn khi thực sự cần thiết và có kế hoạch trả nợ rõ ràng. Bạn cũng nên so sánh các nguồn vay khác nhau để chọn lựa khoản vay có lãi suất thấp nhất và điều kiện vay phù hợp nhất. Đối với thẻ tín dụng, bạn nên chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc để tận dụng các ưu đãi và phải thanh toán toàn bộ số dư trước ngày đáo hạn để tránh lãi phạt. 4. Tiêu tiền theo cảm xúc. Nhiều người trẻ có thói quen mua sắm khi cảm thấy buồn chán, stress hoặc muốn tự thưởng cho bản thân. Điều này có thể làm bạn cảm thấy tạm thời hạnh phúc, nhưng lại làm hao hụt ngân sách của bạn và không mang lại giá trị lâu dài. Bạn cũng có thể mua những thứ không cần thiết hoặc không phù hợp với mình chỉ vì bị cuốn theo cảm xúc. Cách khắc phục, bạn nên hạn chế mua sắm khi đang ở trạng thái cảm xúc không ổn định. Bạn nên tìm những cách giải tỏa tâm lý khác như tập thể dục, nghe nhạc, đọc sách, nói chuyện với bạn bè. Khi bạn muốn mua một món đồ nào đó, bạn nên suy nghĩ kỹ về lý do, mục đích và giá trị của nó. Bạn cũng nên so sánh giá cả và chất lượng của nhiều sản phẩm khác nhau để chọn lựa một cách hợp lý. 5. Không có kế hoạch nghỉ hưu. Người trẻ thường không quan tâm đến việc lập kế hoạch nghỉ hưu vì nghĩ rằng đó là việc của người già. Tuy nhiên, đây là một sai lầm nguy hiểm, bởi nếu bạn không bắt đầu tiết kiệm cho việc nghỉ hưu từ sớm, bạn sẽ không có đủ tiền để duy trì cuộc sống khi về già. Bạn cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội tận dụng lãi kép để tăng thu nhập cho tương lai. Cách khắc phục, bạn nên bắt đầu tiết kiệm cho việc nghỉ hưu từ khi còn trẻ. Bạn có thể đóng góp vào các quỹ hưu trí hoặc các kênh đầu tư sinh lời khác. Bạn nên tiết kiệm ít nhất 10-15% thu nhập hàng tháng cho mục tiêu này. Bạn cũng nên xem xét các yếu tố như tuổi nghỉ hưu mong muốn, chi phí sinh hoạt dự kiến, mức sinh lời mong đợi để tính toán số tiền cần tiết kiệm. 6. Bỏ qua bảo hiểm. Nhiều người trẻ cho rằng bảo hiểm là không cần thiết hoặc quá đắt đỏ. Họ không muốn chi tiền cho một thứ mà họ không chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, bảo hiểm là một công cụ quan trọng để bảo vệ bạn và gia đình của bạn khỏi những rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra trong cuộc sống. Nếu bạn không có bảo hiểm, bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm về các chi phí y tế, sửa chữa, pháp lý khi gặp phải tai nạn, bệnh tật, thiên tai, tranh chấp. Điều này có thể làm bạn mất trắng hoặc nợ nần. Cách khắc phục, bạn nên mua bảo hiểm cho những rủi ro mà bạn không thể kiểm soát hoặc chấp nhận được. Bạn có thể chọn các loại bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình, như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm du lịch. Bạn cũng nên đọc kỹ các điều khoản và quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm để tránh những hiểu lầm hoặc tranh cãi sau này. 7. Không đầu tư. Nhiều người trẻ không có thói quen đầu tư vì nghĩ rằng đó là việc của người giàu hoặc người có kiến thức chuyên sâu. Họ cũng sợ rủi ro hoặc không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, không đầu tư là một sai lầm lớn. Bởi nếu bạn chỉ để tiền trong ngân hàng hoặc dưới gối, bạn sẽ không có cơ hội tăng thu nhập và giá trị của tiền của bạn sẽ giảm dần theo thời gian do lạm phát. Cách khắc phục, bạn nên học cách đầu tư từ những nguồn tin cậy và uy tín như sách, blog, podcast, video. Bạn có thể bắt đầu với những kênh đầu tư an toàn và dễ tiếp cận như tiết kiệm có kỳ hạn,
trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi. Sau đó, bạn có thể mở rộng sang những kênh đầu tư có tiềm năng sinh lời cao hơn như cổ phiếu, quỹ đầu tư, bất động sản. Bạn nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. 8. Không có ngân sách dự phòng. Nhiều người trẻ sống theo kiểu tiền nào của nấy, không tích lũy một khoản tiền dự phòng để ứng phó với những khó khăn hoặc cơ hội bất ngờ. Họ không biết rằng cuộc sống luôn có những biến cố không thể dự đoán trước được, như mất việc, ốm đau, ly hôn, khởi nghiệp. Nếu không có ngân sách dự phòng, bạn sẽ phải vay mượn hoặc bán tài sản để xoay sở. Cách khắc phục, bạn nên tích lũy một khoản tiền dự phòng ít nhất bằng 3, 6 tháng chi tiêu của mình. Bạn có thể để tiền này trong một tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn hoặc một tài khoản thanh toán có lãi suất cao. Bạn nên chỉ sử dụng tiền dự phòng khi thực sự cần thiết và bổ sung lại ngay khi có thể. 9. Không có mục tiêu tài chính. Nhiều người trẻ không có mục tiêu tài chính rõ ràng, họ chỉ sống cho hiện tại và không quan tâm đến tương lai. Họ không biết rằng mục tiêu tài chính là một động lực quan trọng để họ cố gắng kiếm tiền, tiết kiệm, đầu tư và chi tiêu một cách có ý nghĩa. Nếu không có mục tiêu tài chính, bạn sẽ không có hướng đi và động lực để cải thiện tình hình tài chính của mình. Cách khắc phục, bạn nên đặt ra những mục tiêu tài chính cụ thể, đo lường được, có thời hạn và phù hợp với khả năng của mình. Bạn có thể chia nhỏ mục tiêu lớn thành những bước nhỏ để dễ theo dõi và thực hiện. Bạn cũng nên xem xét lại và điều chỉnh mục tiêu tài chính của mình theo thời gian để phù hợp với hoàn cảnh và mong muốn của mình. 10. Không biết giá trị của tiền. Nhiều người trẻ không biết giá trị của tiền, họ chỉ nhìn vào số tiền hiện tại mà không tính đến sự biến động của giá cả và lãi suất theo thời gian. Họ không biết rằng 100 triệu đồng hiện nay sẽ không còn giá trị bằng 100 triệu đồng 10 năm sau do lạm phát. Họ cũng không biết rằng 100 triệu đồng hiện nay có thể trở thành 200 triệu đồng 10 năm sau nếu được đầu tư với lãi suất 7%. Cách khắc phục, bạn nên học cách tính giá trị hiện tại, phóng viên, và giá trị tương lai, FV, của tiền. 11. Không biết cách tiết kiệm. Nhiều người trẻ không có thói quen tiết kiệm, họ chỉ chi tiêu hết số tiền mình có mà không để dành cho những mục đích quan trọng hoặc khẩn cấp. Họ không biết rằng tiết kiệm là một kỹ năng tài chính cơ bản và cần thiết để đạt được các mục tiêu tài chính và duy trì sự an toàn tài chính. Nếu không biết cách tiết kiệm, bạn sẽ không có đủ tiền để đầu tư, mua nhà, nghỉ hưu, du lịch, học tập. Cách khắc phục, bạn nên áp dụng nguyên tắc tiền vào, tiền ra, tiền dành để quản lý thu nhập của mình. Bạn nên dành ra một phần thu nhập hàng tháng, ít nhất 10%, để tiết kiệm cho các mục đích khác nhau như dự phòng, đầu tư, nghỉ hưu, giáo dục. Bạn nên đặt ra các mục tiêu tiết kiệm cụ thể và theo dõi tiến độ của mình. Bạn cũng nên tìm những cách để giảm bớt chi tiêu không cần thiết hoặc lãng phí. 12. Không có nguồn thu nhập thụ động. Nhiều người trẻ chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất là lương từ công việc chính của họ. Họ không biết rằng có những nguồn thu nhập thụ động mà họ có thể kiếm được từ việc sử dụng tài sản, kỹ năng hoặc kiến thức của họ. Thu nhập thụ động là thu nhập mà bạn không cần phải làm việc trực tiếp để kiếm được, như lãi từ đầu tư, tiền thuê nhà, tiền bán sách, tiền quảng cáo trên blog. Nếu bạn không có nguồn thu nhập thụ động, bạn sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào lương của mình và khó có thể tăng thu nhập hoặc giảm giờ làm. Cách khắc phục, bạn nên tìm những cách để tạo ra nguồn thu nhập thụ động từ những gì bạn có hoặc bạn biết. Bạn có thể bắt đầu với những kênh đơn giản và ít rủi ro như gửi tiết kiệm có kỳ hạn, mua trái phiếu, viết sách điện tử, làm video trên YouTube. Sau đó, bạn có thể mở rộng sang những kênh phức tạp và có rủi ro cao hơn như mua cổ phiếu, quỹ đầu tư, bất động sản, kinh doanh online. Bạn nên chọn những kênh thu nhập thụ động phù hợp với sở thích, kỹ năng và khả năng tài chính của mình. 13. Không biết cách quản lý thuế. Nhiều người trẻ không biết cách quản lý thuế, họ chỉ biết trả thuế theo quy định của nhà nước hoặc công ty mà không tìm hiểu về các luật thuế và các khoản khấu trừ thuế. Họ không biết rằng có những cách để giảm bớt số tiền phải trả thuế mà vẫn hợp pháp, như đóng góp vào quỹ hưu trí, quỹ từ thiện, quỹ giáo dục, khấu trừ chi phí cho gia đình, khấu trừ lãi vay mua nhà. Nếu bạn không biết cách quản lý thuế, bạn sẽ phải trả nhiều thuế hơn mức cần thiết và mất đi một phần thu nhập của mình. Cách khắc phục, bạn nên học cách quản lý thuế từ những nguồn tin đáng tin cậy, như sách, tạp chí, website chuyên về thuế. Bạn có thể tìm kiếm sự tư vấn của các chuyên gia thuế hoặc các công ty kế toán để biết cách khai thuế và khấu trừ thuế hiệu quả. Bạn cũng nên cập nhật thường xuyên về các luật thuế và các chính sách ưu đãi thuế của nhà nước để tận dụng các cơ hội giảm thuế. 14. Không có sự cân bằng giữa tiền và cuộc sống. Nhiều người trẻ không có sự cân bằng giữa tiền và cuộc sống, họ chỉ tập trung vào một trong hai mặt mà bỏ qua mặt còn lại.
Một số người chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền mà không chăm sóc sức khỏe, gia đình, bạn bè hoặc đam mê của mình. Một số người lại chỉ sống vui vẻ mà không quan tâm đến việc tiết kiệm, đầu tư hoặc lên kế hoạch tài chính. Nếu bạn không có sự cân bằng giữa tiền và cuộc sống, bạn sẽ không thể hưởng thụ được niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Cách khắc phục, bạn nên tìm ra sự cân bằng giữa tiền và cuộc sống phù hợp với bản thân và hoàn cảnh của mình. Bạn nên xác định những giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống của mình và dành thời gian, tiền bạc và năng lượng cho chúng. Bạn nên có một lối sống lành mạnh, hạnh phúc và có ý nghĩa, nhưng cũng không quên chăm lo cho tương lai tài chính của mình.